Rutherford cho chiếu một chùm tia alpha mang điện dương vẽ màu đỏ qua một lá vàng mỏng. Bao quanh là một màn dò vòng cung vẽ màu xanh. Nó sẽ phát quang khi có hạt alpha bắn vào. Một số ít hạt alpha bị lệch khỏi chùm tia alpha và phát quang tại các vị trí khác nhau trên màn. Khảo sát vi mô cho thấy đôi lúc hạt alpha va chạm với hạt nhân nguyên tử vàng biểu diễn bằng các chấm đen và bị lệch đi. Thí nghiệm này cho thấy nguyên tử bao gồm một nhân rất bé ở trung tâm, có các hạt proton và neutron bao quanh là các hạt electron rất nhẹ. Như vậy, hầu hết thể tích nguyên tử là khoảng không.